Hello, xin chào thầy các bác đã quay lại với cửa hàng Key Audio. Thì hôm nay em nhận được rất nhiều vấn đề về lít loa Pioneer này anh em nhé. Thì là hôm nay em sẽ phân tích cho anh em là cái cách phân biệt giữa hàng xịn và một số hàng fake của con Pioneer này các bác nhé. Thì là như anh em đã biết rồi thì là bất cứ những gì dòng nào càng thương hiệu thì nó bị nhái khá là nhiều. Và kể cả như B&B cũng vậy. Nhưng mà để mà so sánh giữa Pioneer và BLB thì thứ nhất ấy, là về Pioneer thì nó là một thương hiệu lớn rất là nhiều, và đặc biệt người ta chỉ biết về những dòng nghe nhạc của Pioneer, hay những dòng high-end, hay là những dòng nghe nhạc từ xưa nay đó. Rất nhiều anh em vào so sánh bảo là giữa Pioneer và BMB, anh em nên nhớ nhá, thì Pioneer nó một dòng loa thương hiệu rất là nhiều đó, nó được phổ biến rất là nhiều, còn BLB là chỉ rằng là cũng giống như Việt Nam mình á, các bác hiểu nôm na Việt Nam mình á, thích Toyota đó, là chỉ có như vậy thôi. Nhưng rất nhiều những hãng khác nó lớn rất là nhiều, và đặc biệt là ở châu Âu á, người ta dùng Pioneer cực kỳ nhiều, chứ chả ai biết đến BLB là cái gì cả. Đó, thật sự mọi người luôn là như thế. Nên tại sao cái giá thành của Pioneer nó cao hơn rất là nhiều, nhưng mà đổi lại là khi về Việt Nam mình, là thứ nhất là có thể là vì một cái gì đó mà gần như anh em sẽ chỉ thích một những cái gì đó mà nó đi vào tâm huyết thôi, được chưa anh em? Nhưng mà tất cả những điều đó chúng ta bỏ qua. Thì trước mặt các bác đây là lô nó Pioneer CSX100, được chưa mọi người? Đó, đây là Pioneer CSX100. Con này thì em chưa vệ sinh, hôm nay cũng hàng vừa về mà đang trời đang khá là mưa. Thì hôm nay có một số điều để phân tích anh em được là chọn làm sao để được con CSX100 hàng chuẩn xịn các bác nhá. Đó, đầu tiên thì về hình thức thì bên ngoài thì không nói rồi, hình thức bên ngoài thì có thể là ai cũng có thể nhái được, thật sự mọi người luôn là những người thợ làm bất cứ gì người ta cũng có thể nhái được, được chưa anh em? Về hình thức không, hình thức thì là không bàn tới anh em nhá. Đó, về hình thức nhái thì nó là rất là dễ rồi, được chưa anh em? Đó, rất dễ rồi, nên là chúng ta bỏ qua về mặt hình thức một chút, được chưa anh em? Thì với thiết kế của loa Pioneer này thì cũng giới thiệu luôn cho anh em luôn, à cái này là em đang để loa đằng sau rồi. Thì là về thiết kế nó khá là đẹp, thật sự mọi người luôn, đây là đít loa chưa vệ sinh đâu, và đây là chuẩn hàng bãi xịn anh em nhá. Đấy, thì chúng ta vào bên trong nội thất này. Thì đây là cái em sẽ có nội thất là nhiều nhất, em sẽ phân tích cho anh em là 25 trước đi. 25 trước đi các bác nhá. Thì trước mặt các bác đây là nội thất của một đôi loa Pioneer, được chưa anh em? Đôi loa Pioneer. Thì điều đầu tiên chúng ta nhìn vào, nhận diện vào đầu tiên á, về mặt trước của những dòng CSX100 này các bác nhé. Đó, CSX100 này các bác nhìn thấy chưa? Là về cái gân của nó này, anh em mình thấy không? Gân của này đang gân zin, tại vì lít lô này đang rất là đẹp, mới dùng thôi, được chưa anh em? Đó, gân của nó sẽ là dạng, nó là dạng gân cao su, nhưng mà nó được làm rất là tinh tế. Nó không cứng anh em nhé, nó rất là mềm. Thì về gân này nó rất là bền theo thời gian, được chưa anh em? Và cái đầu tiên chúng ta nhìn nhận vào đầu tiên á, thì chúng ta sẽ thấy này, nó không riêng lo CSX100 nhá, là cái dầu nó sẽ là dầu ngược đối nghịch nhau như thế này. Đấy các bác thấy không? Dầu nó sẽ là dạng dầu đối nghịch nhau như thế này. Và ở giữa nó một offer rất là nhỏ ở đây. Và cái điều đặc biệt nhất ở đây là anh em nên để ý nhá, là đây là nó sử dụng mình là màng gai. Đấy, cái này là cái để anh em có thể là dễ phân biệt nhất. Là cái màng gai nó sẽ là rất là đều, anh em sờ tay vào nó đều, hoặc là chúng ta nhìn được bằng mắt luôn nhá. Đó anh em thấy không? Những cái đường gai của nó rất là đều nhá, nó không bao giờ bị, có nghĩa là về chất lượng màng mà kém á, anh em thấy nó sẽ bị sùi ra. Đó, nhưng mà cái gai đây nó sẽ đều hơn rất là nhiều anh em nhá. Về cái màng gai này là cực kỳ đều, thì cho anh em mít tay như này này, cũng giống như chúng ta phân biệt giờ xếp á, thì nó sẽ rất là đều tay. Đó, nó không bị sùi cái gai ra anh em này. Đó, anh em thấy không? Đó, anh em nhìn thấy cái gai chưa? Nó rất là đều như vắt chanh như này nhá. Được chưa các bác? Đó. Và cái tiếp theo là về cái cổ côn và chất lượng màng bên trong. Cái màng bên trong á, màng bên trong đây anh em cũng có thể thấy luôn, tuy là màng gai, đặc biệt là những dòng màng gai đấy, những hàng nhái ấy, anh em thấy là bên trong màng này nó sẽ bị sùi rất là dày, nó kiểu dạng vân ấy, nó kiểu dạng vân nó nổi lên ấy. Nhưng mà riêng con Builder xịt anh em thấy này, về cái màng trong của nó này, đó, nó sẽ lì như thế này. Tất nhiên là nó vẫn có những cái sợi này rồi, là nó bắt buộc rồi anh em ơi. Đó, nhưng mà nó không bị sùi lên ấy, nó không bị sùi lên, nên chất lượng màng nó gọi như là gần như là bằng phẳng như thế này luôn các bác nhé. Đó, được chưa anh em? Thì tất nhiên là về dầu nó sẽ là dạng dầu đối xứng như này, được chưa anh em? Một dầu bên này, một dầu bên này, được chưa mọi người? Còn về chất lượng từ, đấy, cái điều tiếp theo mà chúng ta phải để ý đó là từ xịn của nó, bác nhìn thấy chưa? Tất cả từ xịn, kể cả lo bãi, được chưa anh em? Anh em nhìn thấy vào là kể cả dùng bao nhiêu năm, càng dùng càng lâu năm, chúng ta lại càng dễ phân biệt ra riêng hàng bãi. Các bác biết tại sao không ạ? Anh em biết tại sao không? Các bác biết tại sao mà lo bãi lại càng dùng càng lâu năm? Tại vì riêng chất lượng từ của loa bài xịn nhá, thì các bác dùng càng lâu năm nó càng đẹp. Nó không bao giờ nó bị sùi lên, không bao giờ nó bị bạc, hoặc là không bao giờ nó bị mốc, được chưa anh em? Các bác lau qua một nhẹ một cái thôi là nó sẽ là đen ánh như thế này luôn. Đó, chất lượng từ cực kỳ tốt nhá, đen ánh như thế này, được chưa anh em? Và đít của nó là đít bảy màu, thì
anh em nhìn thấy rồi, là cái này nó không quan trọng lắm đấy cho anh em. Nhưng mà cái chất liệu từ và cái nếp phay từ anh em này nó rất là gọn nha, nó luôn là cái nếp phay nó cực kỳ gọn gàng luôn, có cái độ hoàn thiện của nó là tốt, độ hoàn thiện là tốt đấy các bác nhá. Đó, độ hoàn thiện của con này là cực kỳ tốt luôn. Đó, đây em sẽ quay lại cho anh em, cam hơi mở đi. Được rồi. Đó, độ hoàn thiện đó là cực kỳ tốt được chứ các mọi người. Và cổ côn nó sẽ là độ cao hơn tầm 50 cm được chứ anh em. Đó, được chứ các bác. Và nhện nó là sẽ dạng nhện nâu này anh em nhé. Đó, anh em coi rõ cho anh em xem. Đó, đây là cái cổ côn nó nhé. Thì các bác cứ để ý cho em cái màng bên trong và màng bên ngoài, đó là những cái điều đặc biệt nhất được chứ mọi người. Đó, còn về bên trong của một đô lo builder này các bác nhìn thấy này, về thiết kế nó cực kỳ kỹ lưỡng luôn. Nó thật mọi người luôn, con này công suất cao như lo full ha, bằng lo full luôn các bác nhá. Và côn nó là côn 63 đấy chứ anh em. Đây, bông tiêu âm rồi này, anh em thấy chưa? Bông tiêu âm nó là dạng là bông tiêu âm nện như thế này, cũng hay sử dụng trên dòng lo Mỹ, được chưa mọi người? Thì Bioner nó là một hàng có là nổi tiếng rồi, được chưa anh em? Nó sản xuất ra những đôi lo mà các bác nhìn này, từ cái nện bông, từ cái kín mít thùng như thế này, bọc dây rất là kỳ lưỡng. Và đây là model cực kỳ hiếm các bác nhá, được chưa mọi người? Và lý do này nó sở hữu là 3 đường tiếng, được chưa mọi người? Đó, 3 đường tiếng như thế này, được chưa các bác? Đó là những điều phân biệt ở trên loa. Còn 30 anh em cũng như vậy nhá, 30 nó là sẽ đít gù như thế này. Đó là những điều phân biệt, được chưa các bác? Đó. Còn anh em đừng có để mà ghi, và anh em nên nhớ là 100% nó sẽ là made in China, được chưa mọi người? Đó, anh em mà đụng vào là made in Japan thì 100% là nhái luôn rồi. Đó, tất cả tem mác Bioner đang còn chuẩn chỉnh luôn, nếp cắt rất là đẹp luôn, tuyệt vời đẹp luôn như cái này. Từ kép thì anh em, bát nó là cổ xuất hiệu năng cao, còn bát 30 nó là cồn 65 liền nhá. Đó, bát 30 nó là như thế này, được anh em? Thế này tránh trường hợp là anh em để ý cho những kia một chút như vậy. Những cái lít loa đặc biệt là những dòng loa Nhật như này là em sẽ có những video phân tích như này để cho các bác lựa chọn, chứ không phải là anh em đi cứ đi mua về nhái đầy đấy các bác ạ. Các bác có nhớ là B3 ngày trước nó nhái là gần như 1:1 không? Anh em nhớ là B3 ngày trước nhái gần như 1:1. Có mỗi một tí keo để phân biệt rồi đấy. Nói thật mọi người là có mỗi một tí keo của B3 để phân biệt rồi đấy. Đó. Nên là anh em đi mua hàng là chúng ta phải thông thái và thông minh nhé, chứ không có ấy đâu. Còn con này là nhập khẩu đang là mười mấy triệu đô các bác ạ, chứ không phải là đơn giản đâu. Đó. Chứ không phải là tự nhìn những công ty nhập khẩu, những công ty nhập khẩu lớn như vậy mà để về mà anh em bán như này bán như kia đâu. Đó, được chưa mọi người? Đó, nên là anh em nên để ý nhé. Đấy, để ý những cái đấy. Còn bác nào thấy video của anh Kỳ bổ ích thì anh em cứ nhìn nhận dần dần là chúng ta thấy được đồ nào xịn hay không. Và cái nhìn nhận dần dần. Và đồ này em đang trợ giá cho anh em rất là tốt. Thật sự là mọi người là rất là tốt so với mấy tháng trước. Giá chỉ có hơn 4 triệu một đồ này. Thật sự mọi người luôn. Công suất nó lên tận là 1.000 W trên một chiếc này nhé. 1.000 W trên một chiếc này luôn. Đấy, và những bác nào thích đồ này cứ đăng ký dần các bác nhé. Và đây hàng vừa về nên em cũng chưa vệ sinh qua cho anh em được cơ. Đấy, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Anh em vào cho Kỳ nút like các bác nhé. Xin chào mọi người ạ.